Hello, và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Và ngày hôm nay thì mình sẽ đem đến cho anh em một clip về một set đồ mà mình vừa mới quay được, phải gọi là bằng nhân phẩm luôn đấy anh em. Mỗi ngày chỉ với 10, à không, chính xác là chỉ có 6 UC trong cái vòng quay mà có cái bộ pha lê đợt này thôi anh em ạ. Và ngày hôm nay thì mình cũng đã quay ra được với cái bộ đồ mà ngày trước mình cũng đã từng ao ước quay được cái bộ này rồi anh em. Ngày xưa phải gọi là bộ này cực kỳ hot luôn. Và cho đến khi mà nó ra mắt những cái bộ sắc ướp như kiểu sắc ướp trắng này, rồi đến bộ sắc ướp vàng, rồi sắc ướp băng, thì cái bộ này nó mới bị lãng quên. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình cũng đã quay ra được với một set đồ phải gọi là cực kỳ hot tại cái thời điểm lúc bấy giờ luôn. Cho đến bây giờ thì thật sự là mặc cái bộ này nó cũng cực kỳ đẹp luôn đấy, anh em ạ. Trời ơi, với bộ đồ mà ngày trước mình ao ước mình quay được ấy, hôm nay thì mình cũng đã quay ra rồi, quá ngon luôn. Đấy, hôm nay thì mình sẽ làm một trận đấu solo squad để review bộ này ở trong cái map sự kiện Thế giới băng anh em nhá. Ok, có tên trước mặt này, tên này là nãy mình bắn cũng khá yếu đấy. À, đều đều rồi, có súng tiết thì bạn chết rồi. Núp sau tảng băng này một phát chết luôn anh em ạ. Ra gạt luôn này. À đây, như ông này có mặc cái bộ sắc ướp băng này anh em. Thì như các bạn thấy thì khi mình mặc cái trang phục pha lê này mà đứng bên cạnh sắc ướp băng thì cũng phải gọi là một chín một mười chứ, đâu phải đùa đâu. Gọi là kẻ tám lạng người nửa hoa, à nhầm, người nửa cân nhá. Ôi giời, kia bắn nhau kìa. Rồi rồi rồi, đây đây đây, để mình cho gạt luôn này. Còn tên này nữa, rồi vừa kịp nốc nhưng mà không kịp gạt rồi. Đây, để mình đứng lên trên cái đống tuyết này bắn cho nó dễ anh em ạ. Leo chỗ cái thành này dễ toang lắm. Đây rồi, đây rồi, thanh niên này tính dòm ngó cái gì đây, lại không gạt được nữa rồi kìa. Hình như có tên nó đang lên hay sao nhở. Để mình check kỹ cái cầu thang đã, không đề phòng. Đấy, có một tên đứng kê ngay dưới này. Ô kìa, trời, tự nhiên nó bị giật ngược lại chứ. Rồi xuống chơi luôn thì cho nhanh. Tên này đang còn dòm ngó cái gì đây. Rồi, qua luôn bên này luôn anh em ạ. Ô, có một tên trên đầu mình này. Hỏng ơi, đứng đây lâu là không ổn rồi. Thôi chết rồi. Mẹ biết ngay nó leo thành mà. Rồi không sao, thế thì để mình lên mình gạt tên này luôn. Nãy đang tính xuống dưới hầm để gạt cái tên mà nãy mình đốc ở trong hầm ấy. Sợ nó cứu mất. Nhưng mà thôi kệ đi. Để lên mình gạt cái tên này trước đã anh em ạ. Máu cũng đang yếu rồi. À, hôm nay mặc bộ pha lê gặp mấy thanh niên sắc ướp phết nhở. Đây đây đây. Bạn này là con boss thôi anh em ơi. Này con boss thôi. Bắn con boss luôn đi. Ô, lên đây bạn. Trời, quay xe nhanh phết đấy nhưng mà vẫn đốc. Gạt luôn, thanh niên tính phi lên à. Ô, thêm một tên nữa này. Trời ơi, hai tên phi cùng lúc luôn anh em. Rồi, có một tên nữa, ông đang tính phi lên nữa. Thế là có hai tên ở trên đầu mình rồi anh em ơi. Biết thế nãy mình đứng ở trên nóc, mình cứ đứng đấy mình hứng nhở, ngon luôn đi. Bây giờ hai tên nó lại chiếm được cái nóc nhà này rồi, giờ công lên cũng hơi khoai đấy. Là mình cứ thử ốp bom lên xong rồi mình đẩy luôn nhá. Có tên đã gõ chuông rồi này. Sau lưng mình cũng có anh em ạ. Đứng đây lâu sợ không ổn đấy, mình phải đẩy nhanh mới được. Vẫn không đốc tên nào kìa. Phải cho qua sớm bốc này mình đẩy luôn đi anh em ơi. À rồi, tên sau lưng nó chạy rồi anh em ơi. Thế thì mình công được bọn này được ấy. Ôi, trời ơi, vẫn còn một đứa nữa đứng trên nóc kê anh em ạ. Mẹ, ui đường bay gần luôn này, ngon. Hai ông kia nó vẫn chưa biết đâu anh em ơi. Đấy ơi. Ô thôi xong. Ô vẫn chưa biết thật. Rồi 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 rồi. Vẫn đang còn đứng kê. Trời ơi, dí ở đốc. Nhưng mà nó yếu rồi mà. Đẩy luôn anh em ơi. Hiêu máu bạn, ai cho bạn hiêu máu. Rồi, ngon luôn. Ok. Đấy, lại được cái nóc nhà băng này là tuyệt vời rồi anh em. Để lút lại súng đã. Đấy, có AK này. Mày bắn AK đi. Dưới kia vẫn đang còn bắn nhau. Để mình loot xong rồi mình lại đứng trên này mình kê xuống anh em ạ. Ô kìa, có tên đầy trống kìa. Ui, hàng về, hàng về. Đây rồi. Ôi, không khéo bị cay ad mất anh em ơi. Mình phải dùng cái đống tuyết này mình đứng kê nó dễ hơn. Kìa, có tên đang bò này, mình xin. Ui, thêm một tên nữa này. Rồi, có tên kia. Chạy trống là chết rồi bạn. Có cái trượt thì lại không trượt cơ. Nó không kịp gạt nhờ. À, để xem nào. Còn ai nữa ông ta? Ơ thế còn hai tên này nữa thôi nhở? Hay là mình đẩy qua đi nhở? À, nó bỏ ra cho mình gạt này. Thế thì khả năng là clear rồi anh em ơi. Còn một nữa. MK, hay trận này cầm MK đi nhở? Lâu rồi không cầm MK anh em ạ. MK trận này tí nữa mình lại mua cái cốp 8 thôi. À đây rồi. Thì ra là tên còn lại là con boss. Rồi. Thế là clear rồi anh em ơi. 13 kill. Làm ăn khá là được đấy.
Đấy, hôm nay mình có mang luôn cả cái gọi là skin ba lô với lại mũ. Anh em thấy nó có gọi là tông sệt tông với cái bộ pha lê này không? Cái skin mũ với lại cái ba lô này thì nếu các bạn còn nhớ là đợt đấy mình quay cái tóc đuôi ngựa mất 30k UC đấy anh em. Nó cùng với lại cái hòm đồ của concept của Blackpink phải không nhỉ? Nếu mình nhớ không nhầm. Đấy, thì thôi thì không sao, mình ghép với cái set đồ này với lại cả cái skin ba lô mũ này thì phải gọi là khá là hợp đấy anh em ạ. Trường học cũng clear rồi. Chung cư cũng không thấy ai luôn. Ồ, bên dốc có tiếng UMP này anh em. Nếu như mình nghe không nhầm thì là nó đứng ở chỗ đầu bên kia nó bắn kìa. Tại vì cái tiếng súng nó khá là bé luôn. Chứ nếu mà nó đứng ngay đây thì mình đã nghe rõ hơn rồi. Đây, đứng đây mình kê một lúc xem như thế nào nào. Chắc chắn là trong này có người anh em ạ. Chỗ kia cửa mở mà. À, đây đây, nó vừa bắn ngay trên đường này này. Có cái hòm gỗ này. Thì chạy đầu người ta. À, kêu rồi anh em ơi. Đây ơi, đảo ạ. Đảo đi đâu hả bạn? Đây, đúng tên này luôn. Nãy tên này cầm UMP vừa bắn một con boss thôi. Nhưng mà vẫn đang nốc nha. Đồng đội đâu nhỉ? Để mình thử lượn quanh quanh khu này xem. Chắc là đồng đội cũng đâu đó cũng gần đây thôi mà. À đây, bên này có tiếng xe đang lao tới anh em ơi. À xe 4 luôn anh em ạ, xe 4 luôn. Từ từ. Mấy tên đây. Bắn luôn đi. Rồi tên này yếu này. Nằm đấy á bạn. Còn tên này nữa. Úi giời, né hay phết. Rồi, không gạt được tên kia luôn mà. Thế thì mình công luôn thôi, hình như có hai tên thôi mà. Lên luôn anh em ơi. Áp sát gần rồi xong rồi mình ốp quả bom lên trước, xong rồi mình đẩy luôn. Ui, nó ra nó ngó kìa. Tưởng nó cứu chứ. Thế là vẫn chưa cứu được rồi. Rồi, chết luôn này. À, mình mới gạt nốc. Mới gạt nốc thôi. Thế thì tên này yếu rồi anh em ạ. Lên đây bạn ơi. Vẫn nốc này. Sợ thế nhở? Thế bọn này bọn nào ta? Ui, bên trái có con UAT này. Ôi xong rồi. À cũng ít, dừng đây chơi luôn. Có mỗi tên anh em ạ. Thế thì nãy vừa có tên bắn M24 ở trên đồi à? Từ từ nha. Lại thêm một con xe nữa tới. Ấy à. Mẹ bị thằng M24 đứng sau bắn rồi. Nó cứ đè mình nó bắn ta. Rồi đợi mình hiêu máu, mình xử lý luôn cái tên ở trong nhà kho này. Kìa nó đang đứng kê kìa. Chắc là nó đang ốp bom đấy anh em ạ. Né luôn. Đây, mình sẽ ốp bom lại. Ủa, vẫn đứng im một chỗ. Mình giặt qua góc này rồi mà vẫn đứng kê góc đấy à? Lạ thật. Đây, mình sẽ ác phê quả bom này. Nó chết chắc rồi. Ồ. Ui, đứng ngay góc. Rồi, rồi, rồi. Hết đạn cho bạn. À. Lên đây bạn ơi. Ui trời. Ghê thế. Trời, tí đã thua nó luôn anh em ạ. Mẹ quả mình xây lỗi đấy. May mà vẫn ổn đấy anh em ạ. Kìa nó vẫn đang còn đứng ấy, nó nhìn mình kìa anh em. Đã thế mình dừng đây mình chơi nó luôn này. Nào. Nhìn đó bạn. Rồi một đầu. Ui. Một đầu một người mà vẫn không chết à. Đấy, ông này giáp 3 mũ 3 rồi. Ơ có tên hồi sinh kìa. Lại là khu nhà hồi sinh đấy luôn ý. Thế thì lại công vào mình chơi cái tên vừa hồi sinh thôi. Gì đây? Cái tên kia nó vẫn cứ bắn mình. Rút M4 ra sấy luôn rồi anh em ạ. Ghê hết vậy. Đây. Không biết là phải cái tên mà vừa bắn nhau với mình trong cái khu này không? Hồi sinh lại luôn này. Rồi rồi. Thôi chết rồi. Mẹ cửa chưa mở anh em ơi. Rồi vỡ đầu này. Nào lên đây bạn. Vẫn đang đứng kê kìa. Trời ơi. Làm gì có chuyện đấy. Chạy á. Chạy đi đâu? Bạn chạy đi đâu hả bạn? Vẫn nốc này. Đúng với tên lúc nãy rồi. Cờ Nepal này. Mẹ tên kia nó vẫn đứng đấy. Nó nhìn mình anh em ạ. Tên này chầy cối nhờ. Sấy à. Này thì sấy này. Lại ngó rồi. Đó. Không cẩn thận là bay đầu như chơi đấy anh em. Ở xa ta. Đây, mình phá lốp xe luôn anh em ơi. Cho tên này khỏi chạy luôn. Ô thôi sao. Đứng đấy lâu cuối cùng cũng bị bắn luôn. Bị tên DB trong nhà nước bắn chết rồi. Đây mình dừng đây. Mình cam cái tên nhà nước đã.
bọn này tí nữa kiểu gì nó phải di chuyển qua chỗ mình mà. Đấy, đứng đây kê thì bao đẹp rồi anh em ạ. Bo vào rồi mà. Ồ, đã chạy lên trên này để loot đồ rồi á. Vẫn còn bò này rồi. Gạt luôn anh em ơi. Kệ thằng bạn nó luôn. Lốc là gạt đã. Rồi ok. Còn tên này nữa. Rồi nó núp rồi anh em ơi. Bò cũng vào rồi. Mình lấy xe mình qua bên đầu bên kia mình cam tiếp. Ô, phía xa có con buggy đang lao tới nữa kìa anh em. Ơ thế cái thằng này nó lại lùi về nó lấy buggy nó chạy à? Hay như nào ta? Đây để mình dừng đây mình cam đã. Rồi, biết ngay là chạy qua đường mà. Bạn chạy qua đây là bạn chết ngay. À, tên này tên khác rồi anh em ạ. Ơ thế cái thằng mà vừa đứng ở chỗ xe nó chạy đâu vậy nhở? Xe vẫn đang còn ở đây mà chả thấy người đâu. Lạ thật. Mình nghĩ chắc là bạn với lại cái thằng đi buggy này rồi. Nhưng mà không biết nó núp chỗ nào rồi ấy. Thôi kệ nó đi. Ơi, có thấy buggy bên trái này. À, dừng đón mày luôn anh em ơi. Ghê. Mấy tên đây, có một tên mà. Hổ báo thật. Đẩy luôn á. Rồi, một đầu này. Một đầu mà vẫn còn đẩy nữa bạn. À, vẫn nóc, vẫn nóc. À, kia rồi. Bạn nó tới anh em ạ. Lên mình gạt đã. Là bọn này nó chia người nó đi săn người à? Hai team này. À, có hai team, có hai team. Đấy, lên luôn. Thấy một tên này. Ui. MKX8 gần đúng mù mắt luôn anh em ạ. Để mình úp bom bên trước đã xong mình đẩy luôn nha. Chết đi bạn ơi. À, ngay dưới này. Lên đây bạn. Rồi, đốc. À, kìa. Đứng sau xe anh em ạ. Rồi, đẩy luôn à. Nó bắn mình nhiều nó đẩy luôn anh em ơi. Ô, top 1 luôn à? Ủa? Sao mình nhìn vẫn đang còn đâu đó 56 người mà top 1 luôn hả? À, thế thì khả năng là bọn này nó clear luôn cái team ở chỗ này rồi. Thế là mình bắn nốt team này nữa là top 1 luôn anh em ạ. Rồi, ok, vậy là hôm nay thì mình cũng đã đem đến cho anh em một clip top 1 khi mà trải nghiệm với cái bộ pha lê gọi là cực kỳ hot một thời rồi. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi clip nha. Bye anh em.